Xin chào, tôi là Đăng Sơn. Tiếp nối chuỗi video phân tích kỹ thuật trên kênh VN Uptrend, hôm nay chúng ta sẽ nói về một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phân tích, đó là khối lượng. Hãy đăng ký và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Bạn có biết giá với các dữ liệu giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất là thành phần chính để tạo ra hầu hết các chỉ báo phân tích. Nhưng có một yếu tố luôn tồn tại song song với sự thay đổi của giá, đó chính là khối lượng. Nhiều nhà giao dịch chỉ tập trung đến giá. Điều này phù hợp với những nhà đầu tư mới khi chưa thể phân tích nhiều yếu tố cùng lúc. Nhưng khối lượng luôn song hành với sự chuyển động giá. Kết hợp khối lượng thường là cách những nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để tăng hiệu quả phân tích. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách đưa khối lượng vào phân tích cùng với hành động giá. Trước hết, chúng ta sẽ cùng xem cách hình thành và biểu diễn khối lượng. Khối lượng phản ánh hoạt động của các nhà giao dịch. Mỗi đơn vị khối lượng, ví dụ một cổ phiếu, thể hiện hành động của cả hai cá thể, người mua và người bán. Khi người mua mua một cổ phiếu từ người bán, khối lượng giao dịch sẽ được ghi nhận tăng thêm một cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trong ngày là tổng số lượng cổ phiếu được giao dịch trong ngày hôm đó. Khối lượng thường được đánh dấu trên biểu đồ cột với chiều cao thể hiện tổng mức khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó. Chúng thường được vẽ dưới đồ thị giá để tiện cho việc phân tích. Sự thay đổi trong khối lượng thể hiện sự phản ứng của những nhà giao dịch với sự chuyển biến của giá, từ đó cung cấp manh mối về sự chuyển động sắp tới của thị trường là tiếp diễn hay đảo ngược xu hướng. Sử dụng một đường trung bình của khối lượng sẽ giúp bạn dễ so sánh sự tăng hay giảm của khối lượng. Có hẳn những quyển sách chuyên về phân tích khối lượng và hành động giá, nhưng trong video này tôi sẽ cố gắng giải quyết sự chuyển biến của khối lượng một cách đơn giản qua từng giai đoạn của thị trường và ứng dụng vào giao dịch. Tạm phân chia thị trường thành những giai đoạn. Giai đoạn thị trường đi ngang trong một khung giá hay gọi là sideways. Giai đoạn giá tăng hay uptrend. Giai đoạn giá giảm hay downtrend. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm của khối lượng trong từng giai đoạn này và cách để giao dịch hiệu quả. Trong giai đoạn sideways, giá chuyển biến trong một khung giá, cả người mua và người bán đều cảm thấy an toàn. Những biến động giá nhỏ khiến nhà đầu tư cảm thấy ít lo lắng bởi những khoản lãi, lỗ vẫn còn nhỏ. Chính vì thế, khối lượng trong giai đoạn này thường thấp. Tuy nhiên, khi giá đột phá ra khỏi khung giá, khối lượng thường sẽ có sự thay đổi đáng chú ý. Đây có thể là điểm khởi đầu của một xu hướng nhà đầu tư có thể tham gia. Hãy quan sát ví dụ này, tập trung vào giai đoạn tháng 3 của cổ phiếu. Giá đi ngang và khối lượng thấp, nhà đầu tư mua và bán đều cảm thấy thoải mái. Nhưng khi giá bật tăng khỏi vùng sideways, những người đã mua trong vùng đi ngang sẽ muốn mua để gia tăng khối lượng. Những nhà đầu tư yếu kém cũng đã chán nản và bán ra khi giá đi ngang. Những người chưa tham gia trước đó cũng muốn tham gia vào một xu hướng mới. Điều này thường dẫn đến khối lượng tăng đột biến. Bạn cũng có thể tham gia vào những phiên đột biến này. Tuy nhiên, nếu khối lượng không tăng hoặc không đủ lớn, chứng tỏ cuộc chơi không thực sự thu hút và giá thường sẽ quay trở lại khung giá. Tôi thường dùng tiêu chuẩn tối thiểu là phải tăng hơn 30% của trung bình 20 ngày. Điều này cũng lặp lại tương tự ở khung giá cao hơn phía trên. Nếu như chưa tham gia vào giai đoạn đầu, bạn có thể tham gia vào nhịp thứ 2 hoặc thứ 3. Tất nhiên, càng vào đoạn sau thì lợi nhuận tiềm năng càng ít đi và rủi ro sẽ càng tăng lên.
Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách kết hợp khối lượng và hành động giá trong giai đoạn uptrend. Uptrend là giai đoạn giá tăng, có thể dùng nhiều cách để định nghĩa một uptrend, ví dụ như đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước, hoặc dùng những tín hiệu như đường trung bình. Uptrend là giai đoạn quan trọng và giúp nhà đầu tư, nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền, nên tôi sẽ hệ thống lại những sự kết hợp theo bảng sau. Kết hợp giá là yếu tố ưu tiên và khối lượng là yếu tố hỗ trợ. Chúng ta sẽ xem xu hướng tăng giá của uptrend sẽ tiếp diễn hay đảo chiều, và từ đó có hành động phù hợp. Khi giá tăng với khối lượng vẫn tăng hoặc ổn định, xu hướng tăng giá của uptrend thường sẽ tiếp diễn hoặc được củng cố. Hành động của nhà đầu tư phù hợp là mở mua nếu chưa kịp tham gia, hoặc nắm giữ cổ phiếu, hợp đồng nếu đã có vị thế trước đó. Giá tăng nhưng khối lượng giảm. Xu thế tăng có thể đang yếu đi, người mua không muốn trả giá cao hơn nữa. Tuy nhiên, do giá vẫn tăng lên, nên nhà đầu tư có thể không mua mới nhưng vẫn có thể tiếp tục nắm giữ. Giá giảm đi kèm với khối lượng tăng. Đây là tín hiệu khá nguy hiểm khi có nhiều người muốn chốt lời. Xu hướng tăng giá có thể bị đe dọa. Nhà đầu tư có thể bán hoặc bán bớt một phần cổ phiếu. Giá giảm kèm khối lượng giảm. Đây thường là những nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng tăng. Lượng người bán chốt lời không lớn, và khi giá điều chỉnh đủ, những nhà đầu tư sẽ quay trở lại mua. Hãy chuẩn bị mua khi giá phục hồi kèm khối lượng tăng trở lại. Chúng ta sẽ làm rõ trong ví dụ sau. Thị trường đang trong một uptrend. Tại những giai đoạn đầu của uptrend, hãy mạnh dạn mua vào tại những điểm giá bật tăng kèm khối lượng tăng. Sau đó, nếu giá vẫn tăng và khối lượng ổn định hoặc tăng, hãy yên tâm nắm giữ. Khi tăng được một đoạn, nhiều nhà đầu tư sẽ muốn bán chốt lời. Hãy quan sát những đợt giá giảm do chốt lời này. Nếu như khối lượng giảm, bạn vẫn có thể giữ các vị thế mua, miễn là giá không giảm quá sâu dẫn đến gãy chen tăng. Thậm chí, khi giá tăng mạnh trở lại kèm khối lượng gia tăng, bạn có thể mua vào để gia tăng vị thế. Với việc giá tiếp tục tăng lên và khối lượng tăng hoặc ổn định, việc nắm giữ vị thế mua sẽ giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận. Điểm bạn cần hành động là đây, khi giá giảm với khối lượng tăng. Nhà đầu tư đang chốt lời mạnh, bạn có thể bán bớt cổ phiếu để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý. Nếu như giá cổ phiếu phục hồi sau đó, bạn hoàn toàn có thể mua lại hoặc chỉ cần nắm giữ phần cổ phiếu còn lại cho đến hết trend. Thông thường, tìm kiếm đỉnh và đáy sẽ khá khó khăn. Nhưng tín hiệu phân kỳ là một trong những tín hiệu đáng tin cậy và không thường xuyên xuất hiện. Phân kỳ giữa giá và khối lượng xảy ra khi giá tạo đỉnh cao mới, còn khối lượng thì không. Trong ví dụ này, nhà đầu tư sẽ thấy nỗ lực đẩy giá tăng lên, vượt đỉnh cũ nhưng không thu hút được lượng cầu mới, khối lượng tại đỉnh mới thấp hơn hẳn. Đây là tín hiệu cảnh báo đỉnh của thị trường, bạn có thể bán cổ phiếu khi tín hiệu này xuất hiện. Tiếp theo, chúng ta sẽ lưu ý một vài đặc điểm của khối lượng khi thị trường downtrend. Downtrend là một giai đoạn giảm giá, thường được định nghĩa là tạo các đỉnh và đáy sau thấp hơn các đỉnh và đáy trước. Cũng có thể sử dụng chỉ báo, ví dụ như đường trung bình MA để xác định downtrend.
Downtrend thường không dễ kiếm lợi nhuận, kể cả bạn có thể bán khống. Vì thế, tôi chỉ lưu ý những điểm sau đây để giúp nhà đầu tư bớt rủi ro và tìm kiếm thêm cơ hội trong downtrend. Thứ nhất, không nên mua khi thị trường giảm giá. Bạn có thể bán khống, nhưng điều này chỉ dành cho những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm. Thứ hai, downtrend có thể diễn ra khá lâu với khối lượng thấp. Chúng ta sẽ lý giải nó trong phần ví dụ phía sau. Thứ ba, những đợt phục hồi thường sẽ kèm khối lượng lớn. Khi khối lượng giảm trở lại, hãy sẵn sàng với những lệnh bán. Cuối cùng, sau một thời gian giá giảm, những cú giảm mạnh kèm khối lượng lớn có thể là dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn. Hãy xem ví dụ này. Giai đoạn đầu giá giảm kéo dài với thanh khoản thấp và giảm dần. Điều này là do phần đông tâm lý của nhà giao dịch thường phản ứng chậm với những khoản lỗ. Khi giá giảm, nhà đầu tư mua giá cao sẽ bị lỗ, nhưng họ sẽ có xu hướng là trì hoãn và chờ đợi thay vì phải cắt lỗ. Điều này dường như trái ngược với sự năng động của nhà đầu tư khi có lãi. Thực sự, chúng ta cần phải làm ngược lại. Những đợt giảm giá nhanh và mạnh sẽ khiến nhà đầu tư đau nhói và bán ra. Nhưng nếu giá giảm từ từ và chậm rãi, nhà đầu tư sẽ chịu đựng ngày qua ngày. Điều này giống như việc bạn thả một con ếch vào trong nồi nước. Nếu như nồi nước sôi, nó sẽ giãy giụa và tìm cách nhảy ra. Nhưng nếu thả nó vào trong nước lạnh và đun sôi từ từ, con ếch sẽ bị nấu chín. Nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ dứt khoát với những khoản lỗ dù nó có đến nhanh hay chậm. Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát những đợt phục hồi trong downtrend thường có thanh khoản lớn. Sau đó, nếu giá dừng tăng cùng với khối lượng giảm xuống, bạn có thể bán khống. Nếu không thể bán khống, cũng đừng để những nhịp bull trap này đánh lừa. Sau một thời gian downtrend, những đoạn giá giảm với khối lượng lớn rất đáng chú ý. Đây là lúc những nhà đầu tư ôm lỗ không thể chịu đựng được nữa. Sự bùng nổ của nỗi đau diễn ra rất mạnh nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Khi những người kiên trì nhất cũng bán ra, giá sẽ phục hồi nhanh chóng. Đây là một trong những cách tạo đáy của thị trường. Thông thường, việc bắt đáy và bắt đỉnh rất khó. Nếu bạn đang có ý định tham gia bắt đáy, hãy điều chỉnh với tỷ trọng vừa phải. Đừng bao giờ đo độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân. Và quan trọng hơn, hãy cắt lỗ ngay khi phát hiện mình sai. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khối lượng và cách kết hợp với hành động giá để giao dịch hiệu quả. Khối lượng cũng có những chỉ báo riêng của nó. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn trong series phân tích kỹ thuật trên kênh VN Uptrend. Nếu bạn cảm thấy những video này hữu ích, hãy like, share và để lại bình luận về những chủ đề mà bạn quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn vào đăng ký để nhận thông báo khi có video mới. Ghé qua trang web vnuptrend.com hay Facebook của chúng tôi nếu bạn đang tìm kiếm những kiến thức về giao dịch hay khóa học về đầu tư. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.